Mời quý vị theo dõi buổi xổ số mở thưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xổ số kiến thiết Hậu Giang. Loại vé 6 chữ số có mệnh giá 10.000 đồng, kỳ vé K1T5 mở thưởng ngày 4 tháng 5 năm 2024, được xổ số mở thưởng tại số 151 đường 3 tháng 2, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Giải 100.000 đồng, các vé mang số 7, 3. Giải 200.000 đồng, các vé mang số 2, 6, 1. Giải 400.000 đồng, các vé mang số 3, 0, 3, 4. 3, 3, 2, 4, 7, 4, 9, 9. Giải 1 triệu đồng, các vé mang số 1, 8, 9, 5. Giải 3 triệu đồng, các vé mang số 2, 5, 1, 3, 7, 9, 8, 5, 2, 6, 7, 7, 3, 1, 0, 6, 4, 9, 7, 3, 7, 1, 8, 3, 9, 7, 4, 1, 6, 9, 5, 5, 8, 1, 1. Giải 10 triệu đồng, các giải mang số 4, 4, 7, 6, 0, 1, 3, 0, 1, 9. Giải 15 triệu đồng, các giải mang số 5, 3, 4, 3, 0. Giải 30 triệu đồng, các giải mang số 7, 2, 5, 0, 2. Giải đặc biệt 2 tỷ đồng, các giải mang số 7, 5, 7, 8, 3, 7. Ngoài ra còn 9 giải phụ đặc biệt 50 triệu đồng cho các vé trúng 5 số cuối cùng liên tiếp theo hàng thứ tự của giải đặc biệt, và 45 giải khuyến khích mỗi giải 6 triệu đồng cho những vé chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào so với giải trúng đặc biệt, ngoại trừ sai một số ở hàng trăm ngàn. Công ty xổ số kiến thiết Hậu Giang xin thông báo, kết quả giải đặc biệt kỳ vé K4T4 đã trúng thưởng trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, được phát hành tại đại lý vé số cấp 1 Tăng Lê Phúc Linh.